Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt. Quý vị và các bạn thân mến, từ lâu nay việc dạy và học thêm luôn là một trong những chủ đề được tranh luận trên nhiều diễn đàn khác nhau. Nhất là đối với các bạn học sinh cuối cấp đang nỗ lực cho kỳ thi đầu vào, thì các lớp dạy và học thêm lại trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Và câu hỏi liệu có nên cho con em của chúng ta đi học thêm là vấn đề trăn trở của rất nhiều quý bậc phụ huynh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra câu trả lời cho vấn đề này. Em thấy thì việc học thêm thì không là cần thiết lắm. Tại vì nếu ở trên trường mình đã có đủ cái kiến thức rồi thì mình không cần đến việc đi học thêm nữa. Ngoài thời gian học tập thì chúng em cần thời gian để vui chơi, tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường. Việc đi học thêm ở bên ngoài đã làm chúng em mất rất nhiều thời gian, không có cảm thấy được sự thư giãn. Theo em nghĩ thì việc đi học thêm bên ngoài sẽ gây cho chúng ta tốn nhiều thời gian, cũng giống như là khi về nhà là mình sẽ không có đủ sức để làm những bài tập của những môn khác. Cái vấn đề học thêm, nếu như mà ở trên lớp á, mà các thầy cô đã giảng bài đầy đủ rồi á, thì em nghĩ cái vấn đề học thêm đó chúng là chúng ta sẽ không cần nữa, mà chúng ta sẽ về cái vấn đề chúng ta sẽ tự học ở nhà. Tại vì khi mà đi học thêm á, thì chúng ta sẽ bắt buộc phải trải qua một quãng đường từ nhà cho đến lớp học thêm, nó cực kỳ và nắng nôi, có thể là bệnh nữa. Về vấn đề thời tiết nữa. Theo em thấy thì những người bạn của em đa phần đi học thêm thì đều không có đủ thời gian để làm những bài tập trên lớp, cũng như là đôi lúc là còn dễ bị kiệt sức do phải di chuyển từ nơi này sang nơi kia. Học thêm là hình thức đã tồn tại từ lâu và hoàn toàn phù hợp với mục đích bồi dưỡng cho các bạn học sinh khá giỏi cũng như phụ đạo thêm cho các em còn yếu. Tuy nhiên, hình thức này dần dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Học thêm liệu đã có ích khi có nhiều bạn học sinh luôn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi? Một số mất dần đi niềm yêu thích và khả năng tiếp thu. Thấu hiểu được điều đó, tại Nam Việt, các thầy cô luôn cố gắng tạo ra một môi trường sư phạm thân thiện nhất, thoải mái nhất nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ nền tảng kiến thức để các em có thể tự tin chinh phục những cột mốc to lớn trong tương lai. Thì buổi tối các thầy cô và các giáo viên thì luôn cố gắng tập trung để đảm bảo kiến thức trong ngày của bọn em học buổi sáng, còn cố gắng để cho tụi em nắm chắc kiến thức và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau nữa, và còn cung cấp những cái mẹo và cách làm những bài nâng cao để đảm bảo cho việc thi trung học phổ thông quốc gia của tụi em nữa. Đa phần thì mỗi lần khi em về tới nhà là em sẽ thường luyện thêm những bài tập trên lớp cũng như là tra thêm trên mạng về những cái đề của những năm trước để luyện thêm, cũng như là hỏi thầy cô về những kiến thức mà em chưa biết được và cần khai thác sâu thêm. Trong quá trình tự học thì em vẫn có làm những bài thi thử ở trên các diễn đàn, cũng như những cái vấn đề đó sẽ giúp em củng cố là một phần về kiến thức. Nếu mà có vấn đề nào không hiểu em sẽ lên hỏi lại các thầy cô trên lớp để có thể củng cố lại các phần kiến thức đó. Theo em thấy thì nếu như mà mình có quyết tâm cũng như là chịu siêng năng chăm chỉ và nghe theo lời những bài giảng của thầy cô trên lớp thì mình cũng có thể đạt được những điểm mà mình muốn có trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt với phương châm đào tạo nên một thế hệ học sinh năng động, sáng tạo, chuẩn quốc tế, nhà trường luôn tập trung vào công tác giảng dạy, đổi mới phương pháp giáo dục, lấy người học làm trung tâm, giúp các em chủ động nắm bắt kiến thức. Bên cạnh đó, học tập lý thuyết luôn đi đôi với thực hành, từ đó hiểu sâu và nắm chắc bài học. Đội ngũ giáo viên tận tâm, vững vàng chuyên môn và kỹ năng sư phạm, thường xuyên được tập huấn những phương pháp giáo dục tiên tiến, đảm bảo truyền tải bài học đơn giản và dễ hiểu nhất. Với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường đã đưa ra một cái phương pháp giáo dục mới, đó là giáo dục các em toàn diện cả về thể chất lẫn cái tri thức trong quá trình học tập. Thành ra môi trường Nam Việt sẽ là một cái môi trường rất là tốt cho các em để các em phát triển toàn diện. Nhà trường rất là quan tâm tới cái vấn đề học tập của các em, cho nên đã có rất là nhiều những cái biện pháp cụ thể cho từng cái đối tượng học sinh. Cho nên đối với mỗi đối tượng học sinh, các em sẽ được các giáo viên bộ môn cũng như là các giáo viên quản nhiệm đưa ra những cái biện pháp giáo dục cụ thể, đào tạo cho các em lấy lại những cái kiến thức cũ nếu như các em mất căn bản, hoặc là cung cấp thêm những kiến thức mới cho những cái đối tượng học trò khá và tốt. Bởi vì buổi sáng các em được học ở nhà trường cho nên giáo viên bộ môn cũng như là giáo viên quản nhiệm họ nắm rất là kỹ về cái khả năng cũng như là cái năng lực cũng như là cái trình độ của từng đối tượng học trò, cho nên họ sẽ có
sẽ đề ra những cái phương pháp thích hợp, phù hợp đối với từng đối tượng học trò để cho các em nắm bài một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Thành ra khi mà các em học ở môi trường Nam Việt, các em không cần phải đi học thêm, các em cũng đủ cái kiến thức để mà chinh phục những cái kỳ thi lớn của các em, như là cái kỳ thi quốc gia hay là kỳ thi đại học. Tại Nam Việt, ngoài những giờ học trên lớp, các em còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, tạo ra một không khí thoải mái, vui tươi trong học tập, đồng thời giúp các em phát triển toàn diện. Nhờ đó, đã có nhiều học sinh trưởng thành từ mái trường Nam Việt đang viết tiếp ước mơ tại những trường đại học hàng đầu. Về trường lại thì em cảm thấy rất là cảm động. Thật là thầy cô rất là yêu thương tụi em, nên là khi mà ra trường có nhiều bỡ ngỡ lắm. Quay về trường thì thầy cô vẫn trao cái tình yêu thương đó, cũng như ban ngày đó vẫn cứ quan tâm hỏi han. Về trường lại cảm giác như là mình như là mới bước vào vậy đó. Ra trường xong rồi về lại là cảm giác tình yêu thương mà nó dạt dào kinh khủng luôn. Ra ngoài trường không có còn được vậy. Quý vị và các bạn thân mến, sau những thông tin được chia sẻ vừa rồi, có lẽ chúng ta đã phần nào giải đáp được thắc mắc liệu có nên cho con em của chúng ta đến các lớp học thêm. Kính thưa quý vị, tại Nam Việt, với phương pháp giáo dục tiên tiến cùng với đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn và kỹ năng sư phạm, chúng tôi tự tin đào tạo nên một thế hệ học sinh phát triển toàn diện, đồng thời được cung cấp một nền tảng kiến thức vững chắc để chinh phục các cột mốc to lớn và các kỳ thi quan trọng trong tương lai mà không cần phải đến bất kỳ lớp học thêm nào khác. Hành trình nào cũng bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, chúng tôi hiểu rằng môi trường học tập chất lượng sẽ mang đến cho học sinh một nền tảng vững chắc. Với phương pháp giáo dục tiên tiến, hội nhập quốc tế, trách nhiệm và tận tâm, nơi đam mê được nuôi dưỡng và khơi nguồn cho những ước mơ, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt, trường chuẩn quốc tế